Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bizling Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Hôm nay mình làm tiếp trong phần Word Formation Processes và quá trình tạo lập từ mà mình muốn nói đến trong ngày hôm nay là Blending. Vậy, blend, một từ được gọi là blend là gì? Theo giải thích của Frumkin và các đồng tác giả, mình đọc định nghĩa nha. Blends are similar to compounds in that they are produced by combining two words, but it blend parts of the words that are combined or deleted. Vậy thì, theo giải thích của Frumkin, blend nó cũng giống như compound, giống như từ ghép. Nó được tạo thành bằng cách kết hợp hai từ. Nhưng trong trường hợp của từ ghép thì ta để nguyên hai hình thức của từ đó rồi ghép lại với nhau thôi. Còn ở đây á, chúng ta chỉ sử dụng một phần của những cái từ thành tố và trộn lẫn nó lại với nhau. Yun cũng giải thích, blending is the combination of two separate forms to produce a single new term. Và kết hợp là kết hợp như thế nào? Thì Yun có đưa ra cho chúng ta hai trường hợp nhỏ. Trường hợp thứ nhất, ta sẽ lấy phần đầu của từ này gắn với phần sau của cái từ còn lại. Một ví dụ mà các bạn rất hay quen thuộc là chữ brunch. Brunch là kết hợp của breakfast và lunch. Đó là bữa ăn mà chúng ta ăn vào khoảng giữa buổi sáng và lúc đó thì no quá rồi cho nên không ăn trưa được nữa. Có thể là khoảng lúc 10 giờ, 9 giờ, 10 giờ gì đó hả? Thì bữa đó gọi là brunch. Một từ mà chúng ta cũng thường hay gặp là smog. Smog là gồm smoke cộng với lại fog. Hoặc là bit, một từ trong công nghệ thông tin mà chúng ta rất hay sử dụng. Thì nó gồm binary được blend với digit. Mình lấy đầu của từ này gắn với phần sau của từ kia. Motel là kết hợp từ motor cộng với hotel. Đó là những cái nhà nghỉ. Nó nhỏ hơn khách sạn, quy mô nhỏ hơn khách sạn, thường là ở dọc đường cao tốc. Thì chúng ta có thể tấp vào đó để nghỉ lại trên đường đi. Một số ví dụ nữa như là Spanglish thì là kết hợp của Spanish và English. Vậy mình cũng có thể từ đó mà mình tạo ra một cái từ gọi là Vietlish, sẽ gồm Vietnamese cộng với English là tiếng Anh của người Việt. Ta có từ infotainment là do từ information được blend với từ entertainment, đầu của từ information gắn với phần sau của từ entertainment. Còn ở trong tiếng Pháp thì ta có từ frankly, đó là sự kết hợp giữa cái chữ tiếng Pháp và tiếng Anh. Đó là việc khi mà nói tiếng Pháp thì trộn tiếng Anh vào trong đó. Với một số người Pháp thì họ không thích như vậy, bởi vì theo họ làm như thế là mất đi cái sự trong sáng của tiếng Pháp. Một số ví dụ khác như là ta có podcast. Những cái clip ở trên YouTube mình sẽ gọi nó là podcast. Podcast là được blend giữa hai từ là iPod và broadcast theo Frumkin và các đồng tác giả. Và các bạn lưu ý, trong chữ iPod thì ta có trường hợp coinage, đúng không? Từ đó được coin ra, đó là sản phẩm, một cái sản phẩm công nghệ. Frenemy, rất là đáng sợ. An enemy who pretends to be a friend, vừa là bạn mà vừa là thù. Thật ra là thù nhưng mà giả vờ làm bạn. Còn chillax, mình thích từ này. Nó là chill và relax, được blend lại với nhau. Mình đưa ra một số ví dụ ở trong sách của Akhnajan và các đồng tác giả. Ta có chữ netiquette, rồi từ network, rồi cộng với etiquette. Hai cái đó được blend với nhau. Hoặc là information cộng với commercial sẽ cho ta infomercial. Education mà được blend với entertainment thì mình sẽ có edutainment. Mình nghĩ trong tiếng Việt có thể dịch là khoa giáo đó, tại vì mình thấy trên đài truyền hình VTV có một cái ban gọi là ban khoa giáo, khoa học và giáo dục, mình đoán là như vậy. Camcorder thì từ camera
được blend với recorder. Cũng có trường hợp thứ hai George Jung đưa ra, the beginnings of both words are blended. Mình sẽ sử dụng phần đầu của cả hai từ. Teleprinter được blend với exchange sẽ cho ta từ telex. Cái này mình xài nhiều ha. Modem thì sẽ từ modulator cộng với demodulator. Và đây là tài liệu tham khảo. Đầu tiên thì là ấn bản số 7 của quyển Linguistics, An Introduction to Language and Communication, tác giả Ekman Jan và các đồng tác giả. Mình có tham khảo một số ví dụ của Frumkin trong quyển An Introduction to Language. Và dĩ nhiên cuối cùng là George Yoon, The Study of Language, ấn bản thứ tư, và khoa mình sử dụng quyển này để dạy cho môn Introduction to Linguistics cho các sinh viên khoa ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bizling Corner, cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast này về blending. Mình hy vọng là nó giúp ích cho các bạn, nhất là những bạn sắp sửa thi môn Morphology. Các bạn đừng quên like và share clip nếu như các bạn cảm thấy nó hữu ích cho bản thân cũng như là cho bạn bè của mình. Và hãy đăng ký kênh để nhận được những thông báo về các clip mới các bạn nhé. Bây giờ thì chào các bạn, hẹn gặp lại.